Đi đâu đây? Xuân hôm nay không có ở nhà, Xuân đi làm mà. Tôi biết Xuân đi làm mới tới đây tìm cậu đó. Tôi định đập mấy bữa nay rồi. Ở trong này á là thuốc bổ với lại sữa của bà bầu. Khi nào mà Xuân về á, tôi nhờ cậu đưa Xuân giùm tôi. Mà cậu đừng có nói với Xuân, đừng nói Xuân biết là cái này là của tôi nghe. Giúp tôi nghe. Sao tôi biết được trong đây có phải thuốc bổ không? Là anh kiếm chuyện gì với Xuân? Mượn ta tôi hại Xuân rồi sao? Trời đất ơi, cậu nghĩ gì vậy? Thời gian qua tôi đã hối hận lắm rồi. Với lại tôi đâu phải là người độc ác tới như vậy đâu. Nhưng cái vấn đề bây giờ á, đây là chuyện của anh. Tôi không có muốn lừa dối Xuân. Nếu anh muốn á thì anh cứ đưa trực tiếp cho Xuân. Trách nhiệm của một người bạn, tôi không có muốn nói dối với nó. Bây giờ tôi nói thiệt, bây giờ nếu tôi đưa cái này, nó hỏi tôi của anh Phúc đưa, chắc chắn nó sẽ không nhận. Ủa, tôi đã biết như vậy mà tôi còn cố làm, chẳng phải là tôi lừa dối nó hay sao? Không lẽ bây giờ cậu nhẫn tâm tới mức mà cậu để con tôi nó sống chung với một người không cùng huyết thống? Khoan nha. Anh nói như vậy chưa chắc đúng. Đồng ý, con của Xuân nó là con của anh thiệt, nhưng mà chưa chắc là nó sống với những người không cùng huyết thống thì nó không được yêu thương. Cái quan trọng của một đứa bé là được nuôi dưỡng, được yêu thương bởi những người yêu thương nó thật sự. Có khi còn thương nó hơn ruột thịt của mình nữa kìa. Gì vậy? Nãy giờ tôi nhịn nhiều rồi đó nghe. Vừa phải thôi nghe. Cậu quên, anh đã tha thứ lỗi lầm cho cậu. Anh đã tạo điều kiện cho cậu có cơ hội để sửa sai như ngày hôm nay. Tôi nói thiệt cho mọi người biết nghe, tôi có thể mất tất cả, nhưng mà vợ con tôi không bao giờ để mất được. Nghe rõ chưa? Giờ tìm lại về giới yêu thương, bên tình thân lưu luyến vẫn như, khóa nỗi nhớ mong chờ tháng ngày tháng hương.